lý do Kate không mặc lễ phục trong lễ đăng quang thứ hai của vua Charles III. Vương phi xứ Wales mặc chiếc áo khoác dáng dài màu xanh thay vì mặc trang phục hiệp sĩ giống vua Charles III, hoàng hậu Camilla hay chồng, thân vương William. Tham dự lễ đăng quang thứ hai của vua Charles III và hoàng hậu Camilla ở Scotland hôm 5 tháng 7, vương phi Kate Middleton mặc chiếc áo khoác màu xanh hoàng gia của thương hiệu Catherine Walker. Chiếc áo này từng được Kate mặc trong lễ kỷ niệm ngày thịnh vượng chung tại tu viện Westminster năm 2022 và lễ phục sinh năm nay. Kết phối cùng chiếc mũ đội đầu của Philip Tracy và chiếc vòng cổ ngọc trai từ bộ sưu tập trang sức của cố nữ hoàng Elizabeth II. Trang phục của Kate khác xa so với vua Charles III, hoàng hậu Camilla và thân vương William. Những người mặc áo choàng hiệp sĩ của Hội Huân chương Hoa kế, Order of the Thistle, trong buổi lễ đăng quang ở Edinburgh. Lý do Kate, nữ công tước xứ Rothesay của Scotland, không mặc áo choàng hiệp sĩ vì cô không thuộc Hội Huân chương Hoa kế, hội hiệp sĩ cao quý nhất ở Scotland. Hội này có 16 hiệp sĩ và phu nhân ở Scotland, chưa bao gồm vua Charles III, hoàng hậu Camilla, thân vương William và công chúa Anne. Những thành viên hoàng gia Anh này được phong làm hiệp sĩ hoàng gia của hội này. Huân vương Hoa kế chỉ đứng sau huân chương đai cao quý, Order of the Garter, ở Anh. Trang phục của vương phi xứ Wales lần này cũng rất khác so với lễ phục cô mặc trong lễ đăng quang của vua Charles III và hoàng hậu Camilla ở London hồi tháng 5. Khi đó Kate mặc chiếc váy lụa được thiết kế riêng của Alexander McQueen với những chi tiết thêu tay tinh xảo của thợ thêu hoàng gia. Bên ngoài Kate khoác chiếc choàng của hội huân chương hoàng gia Victoria. Kate được nữ hoàng Elizabeth II trao huân chương hoàng gia Victoria vào năm 2019. Phụ kiện thiết chọn trong lễ đăng quang hồi tháng 5 cũng trang trọng và truyền thống hơn. Vương phi xứ Wales đội một chiếc cài hoa bằng bạc thay vì vương miện. Chiếc cài hoa này được thiết kế riêng bởi hãng trang sức Zest College trong nhà mốt Alexander McQueen. Chiếc cài nổi bật với những viên pha lê lấp lánh và sợi bạc được sắp xếp theo hình chiếc lá. Lễ đăng quang thứ hai của vua Charles III bắt nguồn từ một truyền thống lịch sử nhằm ghi nhận người đứng đầu ngai vàng không chỉ là vua Anh, vua xứ England, mà còn là vua của Vương quốc Anh, bao gồm bốn xứ England, Scotland, Wales và Bắc Ireland, sau sự kiện liên minh vương miện năm 1603. Vua Charles III đã được trao vương miện, kiếm và quyền trượng trong buổi lễ, đại diện cho danh hiệu người cai quản của Scotland.